Theo các bạn thì trong đầu tư ấy, cái gì quyết định đến cái kết quả của đầu tư đó? Việc mua hay việc bán cái bất động sản đó đi các bạn. Có nhiều người sẽ nói mua, có nhiều người nó sẽ nói bán. Thực ra thì mình nghĩ là cả hai, nhưng nó tỷ lệ là chênh lệch nhau thôi. Còn với cái góc nhìn của mình là cái lúc quyết định bán là cái lúc khó nhất. Khó nhất các bạn ạ. Ví dụ trường hợp 1 là các bạn có thể bán đi bởi vì là bất động sản các bạn bị gặp rủi ro, hay do các bạn sai ngay từ đầu. Có nhiều người biết sai thì nhưng mà vẫn cố gắng không sửa sai. Có nhiều người thì không biết sai, cho nên là cứ nắm giữ bảo thành lâu quá thành bảo thủ. Còn có người thì phương án 2 thì có người là tăng nhanh quá thì cũng bán đi mất, để rồi là mình chỉ được ăn một cái vòng nhỏ nhỏ thôi, đúng không? Thế thì với mình thì nó lại là lúc bán là lúc khó nhất. Cái kế hoạch bán như thế nào, bán ra làm sao chúng ta cũng không có. Các bạn cứ ngồi lại ngẫm mà xem, đúng không? Các bạn chỉ đi hỏi mua thôi, dạng nào, ở đâu, khu vực gì thôi, chứ các bạn không nói rằng là như thế nào mình sẽ ra hàng, như thế nào mình sẽ kết thúc một giao dịch, kết thúc một chiến lược hay kết thúc một vụ mua bán. Chúng ta không phân tích cái mổ xẻ cái điều đó. Ví dụ sai thì chúng ta sẽ phải kết thúc như thế nào, và đúng chúng ta phải kết thúc như thế nào. Đây chúng ta không đi phân tích mổ xẻ cái đó, dẫn đến là nhiều khi chúng ta đầu tư nhưng mà đều bị cảm tính. Có những người cũng sẽ viết ra rồi đấy, bản thân mình cũng đã trải qua chứ không phải là mình không trải qua mình nói đấy các bạn. Có những lần nữa mình viết ra rồi, kể cả đầu tư bất động sản hay đầu tư chứng khoán. Đầu tư chứng khoán là cái thay đổi kế hoạch nhiều nhất. Thế nhưng mà lại không làm theo cái kế hoạch đó, để đến phút áp chót tự nhiên lại thay đổi. Nên là chúng ta phải rèn luyện đấy, kế hoạch nhá, cái kế hoạch lúc bán như thế nào. Còn sai chắc chắn là sẽ có rồi. Thế làm sao là cái kế hoạch được, bán khi sai như thế nào, kế hoạch bán khi đúng là ra làm sao. Cố gắng rèn luyện điều đó thì bạn đầu tư nó sẽ hiệu quả. Chứ chúng ta không thể tính toán theo phương án một chiều, là cứ đi hỏi mua ở đâu, mua như thế nào, mua làm sao. Thế thì nó hơi khó cho các bạn nha. Hơi khó đấy, bản thân mình cũng đúc rút ra điều đó. Đấy, đấy, lúc nào chúng ta lên bán đấy. Và bán khi sai như nào, bán khi đúng như nào, cứ ngồi mà viết ra, tính toán ra, các bạn sẽ hiểu được điều mình nói. Và đây cũng là cái các bạn tham khảo thôi. Các bạn thấy hay thì các bạn dùng, thấy hay thì thôi, lần sau không phải nghe nữa nhá. Chúc các bạn đầu tư thành công.